Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh chung, bên cạnh thuận lợi, tỉnh Gia Lai cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân. Song dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ đã đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ 3 nhóm tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực và đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung phân tích, đánh giá làm rõ và đề ra các giải pháp cùng quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 đã đề ra. Tôi đề nghị các đồng chí dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn đối với các nội dung vấn đề đã được nêu trong dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Từng đồng chí còn thể hiện rõ chính kiến của mình với nhận xét đánh giá trong dự thảo báo cáo, đề xuất bổ sung làm rõ hoặc điều chỉnh sửa đổi các nội dung, thẳng thắn chỉ ra hạn chế tồn tại và phải trăn trở quyết tâm quyết liệt hơn trong thời gian đến nếu liên quan đến ngành lĩnh vực của mình phụ trách. Tập trung phân tích nguyên nhân, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, từ đó đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Dự thảo báo cáo và các tham luận, thảo luận trình bày tại hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả cụ thể toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu và chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh đề ra. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung và chưa có tiền lệ khi chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song qua nửa nhiệm kỳ đã có 10 trên 26 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt cao như tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP theo giá so sánh 2010 bình quân giai đoạn 2021-2023 ước tăng 9,1%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt 71,42 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 bình quân hàng năm tăng 13,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 152.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17,24% một năm. Toàn tỉnh hiện có 91 trên 182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng so với đầu nhiệm kỳ 10 xã. Từ năm 2021 đến nay có 109 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 69.000 tỷ đồng. Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên và nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Xem đây là nền tảng, là cơ sở để định hướng đầu tư phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo thực hiện tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến luật đất đai, luật khoáng sản, luật phòng cháy chữa cháy, các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh. Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các dự án về kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh đã được xác định trong nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng vùng động lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc triển khai tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thường xuyên phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải triển khai đầu tư nâng cấp quốc lộ 19, đảm bảo tiến độ đề ra. Tranh thủ và tận dụng hiệu quả các cái cơ hội của giai đoạn tới. Cơ hội thứ nhất đó là dự kiến đến tháng 10 năm 2023, quy hoạch tổng thể của tỉnh Gia Lai được Chính phủ phê duyệt, địa phương có cơ sở tích hợp các quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đây là điều kiện hoàn thiện các cơ sở pháp lý để triển khai các dự án, thu hút kêu gọi đầu tư, bố trí lại cơ cấu cây trồng vật nuôi, bố trí lại các ngành sản xuất để trên cơ sở đó tạo đà cho sự phát triển, khai thác tiềm năng lợi thế của địa bàn gắn với các cái nguồn thu của địa bàn. Dự kiến từ năm 2024 trở đi, nền kinh tế được phục hồi thì các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid sẽ ngừng thực hiện, tạo ra nguồn thu tăng thu cho ngân sách dự kiến mỗi năm từ 450 đến 500 tỷ đồng. Khẩn trương triển khai các quy hoạch mang tính song song theo nghị quyết 61 của Quốc hội để ngay khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, có khả năng phê duyệt điều chỉnh ngay các quy hoạch có liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thể hiện quyết tâm thực hiện danh mục đầu tư công từ đầu nhiệm kỳ. 2. Các huyện, thị, thành phố sớm xác định giá đất làm cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng,
chuẩn bị đất sạch để triển khai đấu thầu, đấu giá, xây dựng các công trình đầu tư. 3. Chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án còn dư địa nêu trên để khi đủ điều kiện thì kịp thời tiến hành đấu giá và đấu thầu. 4. Tập trung triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tất cả các công trình để triển khai thực hiện dự án, không gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng. Chuẩn bị quy hoạch các mỏ đất, mỏ đá phục vụ trước mắt và lâu dài cho các dự án đầu tư. Theo đánh giá của các đại biểu, lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và phòng chống dịch bệnh cơ bản được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Đối với chỉ tiêu giải quyết việc làm từ năm 2021 đến giữa năm 2023, đã giải quyết việc làm cho gần 67.000 lao động. Song các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng các nhà máy để chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương. Chuyển dịch cơ cấu lao động là quan trọng. Nếu không chuyển dịch sang dịch vụ thương mại và công nghiệp, thì lao động luôn luôn là lao động thừa, đặc biệt là trong mùa vụ. Thì cái thu nhập lao động không có thì dứt khoát cái việc giảm nghèo sẽ khó khăn và không ổn định, không bền vững. Và địa bàn của vùng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai chúng ta nói riêng mà thu hút các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy mà coi như là sử dụng nhiều lao động đó, thì ta thu hút chưa được. Đây là một cái vướng mắc lớn, thì cũng mong tỉnh hết sức quan tâm cho giải pháp. Chuyển dịch lao động ở đây, trước đây thì chúng ta là những cái lao động có thời vụ trong vùng nông thôn. Và cái đề xuất của huyện Cờ Rông Pa tôi thấy rất là phù hợp. Nếu chúng ta có thu hút đầu tư và các doanh nghiệp được sản xuất về sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực đấy là chế biến hoặc là xuất khẩu với một cái chế biến tinh hoặc là xuất khẩu tinh. Có như vậy thì chúng ta mới nâng cao được và chuyển dịch được từ lao động thời vụ ở vùng nông thôn sang lao động có tay nghề, đấy là các doanh nghiệp tham gia phối hợp để đào tạo và giải quyết việc làm. Và trên cơ sở đấy dịch chuyển lao động từ cái nông nghiệp thủ công chuyển sang lao động có tay nghề, thì như thế chúng ta có những cái từng bước phát triển và góp phần xóa đói giảm nghèo. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua luôn được giữ vững, song một số đại biểu cho rằng tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước dự báo về tình hình trong thời gian tới, đòi hỏi cần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó lực lượng chức năng phải phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác giữ vững tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài và tại cơ sở, để kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp, đối sách chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực địch phản động, thực hiện tốt phương châm phát hiện đến đâu xử lý vô hiệu hóa ngay đến đó và tập trung bóc gỡ, cương quyết trấn áp vô hiệu hóa các đối tượng cầm đầu, ngoan cố. Đồng thời phải vận dụng tổng hợp các biện pháp, trong đó biện pháp quần chúng là cơ bản, cốt lõi, lâu dài. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các đại biểu cũng thống nhất và cho rằng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố kiện toàn và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động. Qua đây các đại biểu cũng đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên và kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban tuyên giáo tỉnh ủy trong thời gian tới tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Sau mỗi cái hội nghị học tập quán triệt, cần chú ý đôn đốc và tổ chức nhiều cái hoạt động tuyên truyền phổ biến nghị quyết đến đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy ưu thế của tuyên truyền sâu rộng, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua cái tuyên truyền miệng, các cái hội nghị sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Chú ý nắm bắt lắng nghe tâm tư phản ánh của cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của toàn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
đối với 4 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Các đại biểu cho rằng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời xây dựng và cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, làm cơ sở cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, các nghị quyết chuyên đề đang dần đi vào cuộc sống, tạo ra những cú hích và bước chuyển trên từng ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển trong bối cảnh khó khăn chung. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm. Trong đó, ngoài sự quyết tâm nỗ lực của từng cấp ngành, thì tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là ở các vùng động lực. Thứ ba là được tỉnh chọn làm cái vùng động lực phía đông nam của tỉnh. Tuy nhiên thì cái nguồn lực của thị xã là rất là hạn chế, bởi vì thu ngân sách hàng năm mà để trong cái cân đối mà để rồi đầu tư cho phát triển, và đặc biệt là hiện nay là cái tình hình là cái thu từ cái nguồn sử dụng đất đấy là càng ngày càng khó khăn, càng giảm. Thì nếu mà không được hỗ trợ thêm từ tỉnh ấy, thì trong cái nguồn khả năng của thị xã thì rất khó để rồi đầu tư cho phát triển, để rồi khó đầu tư vào hạ tầng, đầu tư vào giao thông, đầu tư vào trong cái việc chỉnh trang đô thị, và thì mới tạo được cái động lực để cho các cái huyện lân cận để rồi cùng phát triển. Tiếp tục tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm được xác định tại nghị quyết số 05. Thứ hai là tích cực kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để đầu tư và thực hiện quản lý vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Thứ ba, tiếp tục xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với các danh mục kêu gọi đầu tư, chủ động nghiên cứu đề xuất cải tiến các thủ tục đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các dự án đầu tư tham gia tích cực các chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. Đối với chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch, các đại biểu cho rằng tỉnh Gia Lai đã có nhiều chính sách thông thoáng, thu hút đầu tư nên từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 132 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với số vốn hơn 86.800 tỷ đồng. Trong đó 34 dự án đã triển khai xây dựng, hoàn thành đi vào hoạt động kinh doanh. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp để giúp người dân bao tiêu đầu ra, nhất là cây ăn quả. Ba huyện biên giới thì báo cáo các đồng chí là hiện nay là phát triển rất là nóng về cây ăn quả. Ví dụ như sầu riêng trong địa bàn huyện chúng tôi thôi, mới 1-2 năm qua thôi, phát triển trên 1.000 hecta. Rồi các cái loài cây ăn quả khác, rồi chanh dây chẳng hạn. Nhưng mà trên địa bàn là không có một cái nhà máy, kể cả ba huyện không có một cái nhà máy thu mua. Khu vực ba huyện biên giới đề nghị cũng kêu gọi các cái nhà máy vào để thu mua, để chế biến cho nó căn cơ bài bản. Tôi đề nghị là tập trung chỉ đạo tháo gỡ các cái điểm nghẽn về quy hoạch, về giá đất, về hồ sơ thủ tục. Thì báo cáo với các điểm nghẽn này phải được tập trung chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm. Nó ở đâu, nó như thế nào cho từng dự án. Báo cáo đồng chí, các dự án đã có trong danh mục kêu gọi đầu tư, các cái danh mục kêu gọi đầu tư chưa được thông qua, rồi những cái dự án đã sơ tuyển nhà thầu, những cái dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp nhận nhà đầu tư, thì chúng ta phải tập trung cho những dự án này để tháo gỡ từng dự án một, khó cái chỗ nào chúng ta gỡ cái đó, từ quy hoạch, từ giá đất, từ giải tỏa bồi thường, thì tập trung cho từng dự án một thì nó mới dứt điểm. Thời gian vừa qua cũng đã tập trung thành lập các cái nhiều các cái tổ công tác rồi cũng quyết liệt để tháo gỡ. Đặc biệt là đầu tiên là đã già được các cái thể chế để có và thu hút để cải thiện cái môi trường đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Rồi những cái vướng mắc, báo cáo đồng chí là những cái vướng mắc về quy hoạch, rồi kế hoạch sử dụng đất, rồi các cái quy hoạch về phân khu. Thì trong thời gian vừa qua thì Ban cán sự rồi Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát kỹ cái này và tập trung là những cái dự án nào mà có khả năng tính khả thi như để có gọi là thu hút được cái nguồn đầu tư để tạo nguồn sách để tái đầu tư phát triển. Phát biểu kết thúc phần thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá cao ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu nêu ra tại hội nghị. Song đồng chí Hồ Văn Niên cũng đề nghị các ngành địa phương cần có những giải pháp cụ thể hơn, căn cơ hơn để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo,
nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.